Rồi, lại là mình đây ha. Mình là Hùng, đến từ Studio Gray. Bài kế tiếp là video thứ tư. Làm thế nào để giảm dung lượng texture để đưa lên Unreal? Video này thì sẽ giải thích sơ thêm về PBR cuồng lông này một xíu, nói hơi dài dòng một xíu, nhưng mà mình hy vọng là giúp ích cho một số bạn. Còn nhiều bạn biết rồi thì cũng xin xem lại hoặc là bỏ qua giúp mình nha. Nói chung là video thì mua rìu qua mắt thợ vậy cũng là chủ yếu để dành cho những người mới. Cảm ơn các bạn nha. Quay lại mấy giá ha. Sau khi mà mình có cái file mấy giá này rồi ha, xuất bằng lý link này thì mọi người vào trong vật liệu ha, cục vật liệu nó có đến 5 tấm thích chứ ha. Cái xuất xuất bản ở đây này ha, phần cái góc này vray này ha, thì nó sẽ tương đương với export texture output ha. Nó sẽ tương đương với đây này, vray net specular cloth, vẫn là PBR, nhưng mà PBR theo tiêu chuẩn của glossy nha. Giờ mình giới thiệu thêm các bạn về cùng PBR mà về raw nét. Thế đầu tiên thì mình cứ bình thường đấy, mình chọn nó rồi mình chọn xuất theo định dạng nào thì nó sẽ ra cái đó. Reset ha, chọn này ha. Rồi ở đây, ở đây mình muốn xuất theo cái này thì mình hơi thủ công xíu ha. Ở đây thì mình sẽ chọn là PBR raw nét, thấy chưa, hoặc là PBR này, nhưng mà nếu mà mình xuất như này á thì mất công mình phải dẫn lại đường dẫn đâu cả kiểu. Nên là anh chỉ cho một chiếu đơn giản là mình tận dụng lại cái phần tool này luôn. Ở đây thay vì mình search vào đấy thì mình search unknown ha. Rồi mình chọn đường path khác này, ví dụ ở đây raw net thì mình sẽ chọn raw ha. Channel channel thì cũng ngồi chờ thôi. Trong lúc chờ thì anh copy ra một object nữa để mà mình phân biệt chất lượng giữa hai cái ha. Đó. Nó cũng ra được cục vật liệu này, nhưng mà cục vật liệu này là của Agnon hả, viết tắt nó là AR. Rồi ở đây thì mình đầu tiên thì cứ gắn nó đã, vào cục vật liệu cái đã, tới đâu tới ha. Cái miếng ngoài này thì gắn vật liệu gương ha. Rồi bắt đầu ở vật liệu mình phải chuyển nó thành vray á, đây những tấm đất chơi này ha. Giờ bắt đầu mình gắn vào ha, hai móc chính cần trong này metallic này, normal này, normal thì gắn vào bốn map. Rồi ở bốn bốn map này thì mình chọn target normal là xong.
bảy color thì mình chọn ở đây ha, color chọn vào đây này, nó sẽ hiện lên một đống này, mình chọn cho đúng là được. Round nét thì ở cái nhánh phá mình chọn đưa vào refresh grid là ok nha. Ở đây mình chất nó vào là view round, view round nét ha. Để cho nó giống luôn cục liệu này thì theo anh là mình nên copy lên thêm một cục này, mình đưa nó vào này, color này ha, alpha là vào effect này, cái này metallic này, cái này bookmark này. Đó, là cái những cục vật liệu giống nhau, mình chọn select object with vật liệu, mình assign vật liệu vào. Rồi sau khi làm mấy cái đó thì ở đây có một cái tool là OSS ha, để mình xóa bớt cái sai. Giờ mình so sánh nè, so sánh chất lượng render giữa hai cái đó. Tương đương nhau à, không có gì mà khác biệt hết. Tất nhiên còn một vài thông số nữa mình cần chỉnh, cần chỉnh để mà giống luôn thì mình chỉnh thêm những thông số khác. Nhưng mà theo anh nhìn như vậy thì cái PBR này là mình chỉ tốn 4 tấm thật chứ nha. Thêm cái nữa là mình phải setting cho nó đúng RAW nha, RGB nó mô là RAW ha, nhớ tích vào luôn này. Rồi vậy nha, coi như là thêm một định dạng nữa là PBR RawNet. Cái này là ưu tiên sử dụng thay vì sử dụng cái Cloud này. Lý do tại sao? Thì giờ bắt đầu anh sẽ nói ha. Này khi xuất ra những định dạng PBR Grossi này là nó đến 6 cái tổng thích chưa, RawNet cũng đến 6 tổng thích chưa, thì nó quá nhiều đi ha. Để như vậy á thì có cách nào để gộp nó lại thành cùng sử dụng từng này nhưng mà nó ít lại, thì trong xuất tân Painter nó có một cái cách để gộp ha. Mình vào file export texture ha. Thì ở đây nó có nhiều cái loại output này, thì mình chọn luôn là output Unreal Engine ha. Ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 4 tấm, như vậy thì nó cũng hiệu quả ha. Giờ anh muốn put tấm nó thành một cái riêng cho mọi người sai, hoặc là mọi người sẽ tự custom nó đang khái ha. Nếu ở này thì đặt tên theo ý muốn, ở đây vì giáo làm cho gray là chỉnh nên anh sẽ chuyển là gray PBR Unreal UE4 UE thôi vì sắp đến UE5 rồi. Rồi cách làm đơn giản, đầu tiên là mình cần một tấm color, color thì RGB hoặc RGBA ha, mình chọn dư hơn sử dụng được. Định dạng là PNG tắt giá đi ha, rồi 8 bit thôi nha. Rồi tổng color thì mình qua bên input map này mình chọn tổng color diffuse ha, kéo thả vô thôi, RGB channel là ok rồi xong. Vậy nhưng mà để đặt tên cho nó chuẩn thì anh có cái cách đặt tên đó rồi. Rồi thôi đặt tên sao ha, bắt đầu đến cái normal. Normal thì sử dụng RGB ha, normal rồi đuôi cũng tắt giá luôn nha. 8 bit cộng cái này ha,
Normal là mình phải nhớ chọn vào cái này. Normal thì có hai loại, DirectX và OpenGL ha. Chọn là DirectX thì thông dụng là sẽ sử dụng DirectX, còn ví dụ đôi lúc lên Unreal thì mình sử dụng OpenGL thì đỡ hơn vậy. Cái đó anh cũng rành lòng nên tạm thời là mình sử dụng DirectX cho nó khỏe. Những cái gì không biết thì mình nói không biết, mình tránh đi cũng được. Còn nếu siêng thì mình lên mạng gõ Google thì nó cũng sẽ ra thôi ha. Rồi kể tiếp là Roundnet, Occlusion, rồi tất cả là thì gom lại, anh gom lại tất cả bốn tấm đó vào vào một tấm này, sử dụng kênh R RBA ha. Cái này thì bao gồm là tấm AO, mid AO là mình sẽ bỏ lên kênh R này ha, mid AO. Kế tiếp là Roundnet, Roundnet ha, Roundnet thì G rồi ha, tầm B, B là metallic. Metallic này là những cái vật liệu kim loại thì nó sẽ trắng ra đó. Còn kênh alpha thì mình sẽ sử dụng phần phát sáng, cái này ít sử dụng nên là bỏ vào kênh alpha là hợp lý nhất. Rồi, ok. Vậy là mình có này, chọn lại tất cả. Có chỉ cần ba kênh này, ba tổng thiết chế này. Đặt tên cho nó. Thì ở đây anh có làm trước một cái rồi thì mình chọn lên đây luôn ha. Đặt tên này. Cái này, đầu tiên là T này. Rồi thắng cho thiết chế set. Là chứ này liên quan tới vật liệu gì thì nó sẽ ra vậy. Còn ORME là viết tắt của kênh là AO, Roundnet, Metallic và MEC nha. Kế tiếp là cái như diffuse ha, tấm diffuse thì mình T tất cho set và D ha. Nếu có dấu điểm thì nó sẽ chậm thêm 1001, 1002, 1003. Rồi tiếp là normal map. Normal map thì mình sẽ chọn là T tất cho set N cũng dấu điểm luôn nha. Cái này mình làm xong thì nó sẽ có vậy. Thì cái list export này cũ này mình chọn lại reset ha, reset này giờ mình chọn vào là mình sẽ thấy này 4096 ha, document. Cái này là mình chọn vào cái mà lúc này anh mới sẽ tính á, gray ha, gray PBR Unreal được chưa. Thì nó sẽ hiện ở đây này, chỉ có ba tấm thiết chế thôi, output ra là ba tấm thiết chế thôi, thay vì sáu tấm như như cũ giờ mình output ra là chỉ ba tấm thiết chế nha, quá nhanh quá dễ. Thì ở đây mình chọn export luôn, setting funding vậy. Mình set cái đường dẫn export tới cái chỗ mình cần á, ở đây thì chỗ nào để ở phần A đây ha,
mình phải chọn cái đường dẫn tới cái chỗ mình cần. Thứ mục mình làm việc ở đâu hả? Lý giáp này hả? Ở đây mình chọn tới thư mục Unreal luôn ha. Rồi mình export. Thì sau khi export á, đó mình mở ra thì đang thiếu một tấm à. Cái này là lý do tại sao? Đó, ha. Nó ra được 3 tấm thiết kế rồi, mình vào đây. Rồi, thì thay vì 6 tấm thì mình có 3 tấm. Thì video này hơi dài do cái giai đoạn sắt này ở đâu. Mình quay lại anh thiếu ha. Nếu mình sử dụng cục vật liệu vừa ráy á thì nó sẽ rất nhiều về thông số chỉnh sửa ở đây cũng hiệu quả, nhưng mà nhiều khi cũng mất quá trời thời gian về nguyên liệu. Thì làm theo cách của anh đây, cái này chỉ cơ bản đó nghe. Mình import texture này vào. Tạo một cục vật liệu mới. Rồi, click nó vào ha. Mình kéo mấy cái này lên lên đây. Kéo vào thư mục này ha. Vật liệu này. Cái này ở trong bây giờ làm sao thì bên Unreal cũng làm vậy đó, mình đừng có lo lắng gì hết đó. Nó mô map thì mình chọn kéo thả vô nó mô map ha. Texture thì diffuse thì mình kéo thả vô base color. Rồi cái tổng MRO này á thì mình này AO AO đâu? AO là error đúng không? Đến raw nét này. M O R M O M E hả? B là metallic. Metallic đó. A này là em này. Sau khi làm xong thì mình đánh dấu tít xin này cái.
xay on cái toàn bộ pha cho nó chắc chắn. Anh copy nó ra một object ở đấy để dễ dễ thao tác ha. Mình chọn nêu vật liệu này vô thể vô cái vật liệu này. Đó. Mọi mọi người xem nha. Về cơ bản này hai cái này cũng chẳng có gì 90 180 dùng Bray hay dùng vật liệu PBR thì ra chất lượng giống nhau. Cái bên này vật liệu bình thường ha, cục vật liệu Bray này ha, mình thiếu phần đưa tổng normal vào. Nhiều nhiều khi mình xuất file qua từ bên máy giá qua anh thiếu á, là nó nhiều dung lượng nhiều quá nó sẽ có nhiều thiếu sót ha, nên là mình phải chất lại lần nữa, hoặc là tổng normal mới đưa vào thì mình phải chất thử là nó đã nằm ở normal map chưa, green channel chưa ha, xây hết. Vậy là giờ hai hai cái này là giống giống nhau, có gì khác nhau, hai bên dùng hai kiểu vật liệu PBR khác nhau ha, nhưng ra chất lượng là tương đương giống nhau. Rồi thì một bên á, là sai này, 1 2 3 4 5 tổng vật liệu mà chưa có cánh AO nữa, còn ở đây là 1 2 3 tổng vật liệu có cánh AO. Thì mọi người nên sử dụng cái này, và nếu mà những dự án mà làm liên quan tới anh thì anh gần như anh sẽ bắt buộc phải làm vậy, trừ khi mà có khách hàng yêu cầu khác rồi, còn nếu mà cho mình có quyền tự quyết thì bắt buộc mọi người phải sử dụng cái cách làm như này. Rồi áp dụng vào dự án của mình làm ha, sẽ tiết kiệm thời gian và công sức. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Rồi video tại đây là hết nha, bốn bốn phần. Thì sắp tới mình sẽ làm thêm một loạt video cùng nói về phần model, giúp cho các bạn chuyên làm về hoạt hình, làm cách nào mà để đưa chuyển nó về cách model của game, tối ưu lưới và bọn không cần xúc tân, không cần xúc device nữa, và đưa lên review nhẹ nhàng. Vì gần như sau này toàn bộ game phim hoạt hình ngành công nghệ giải trí là họ đã chuyển sang Unreal hết rồi, thì cũng có lý do gì mà mình chuyển, mình đi trước thì mình sẽ đón đầu. Mọi người chờ video kế tiếp làm cách nào để mà model tối ưu để đưa lên Unreal ha. Cảm ơn mọi người, bye bye.